Ai muốn da mặt khỏe đẹp bền vững thì cứ nghe theo tôi mỗi ngày bỏ ra 10 phút để mà áp dụng cái cách này nha. Mỗi sáng sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt thì tôi sẽ dùng mặt nạ ngải cứu của Amform trước. Vì em này được chiết xuất từ ngải cứu dạng rửa nên sẽ hỗ trợ tẩy tế bào chết nhẹ, nên sẽ có tác dụng làm dịu da và còn rất nhiều vitamin và khoáng chất nên sẽ giảm sưng tấy do mụn gây ra luôn. Em này có thể sử dụng hàng ngày luôn vì thành phần rất là lành tính, cho nên ngày nào đã cũng đắp bộ đôi này hết trơn á. Thì mặt nạ này chỉ đắp trong vòng từ 5 tới 10 phút thôi nha mọi người. Mình sẽ lấy một lượng vừa đủ, sau đó thoa lên mặt massage vậy nè. Rồi sau 5 phút thì mình đi rửa thôi. Sau khi rửa xong thì da mặt mình giống như là được tẩy da chết vậy mọi người. Cái em mát này rất là thích hợp cho những bạn mà da mặt bị sần sần á, cứ đắp em ngải cứu này mỗi ngày, bảo đảm hết hũ là hết sần. Và tiếp tục Đào sẽ đắp thêm em mặt nạ gạo này của Amform luôn. Bước hồi nãy giống như là bước tẩy da chết, còn bước này mới là bước đắp mát để dưỡng nè mọi người. Thật sự thì em này hơi bị đỉnh luôn ấy, vì được chiết xuất từ gạo Hàn Quốc Jeju cao cấp với rất là nhiều nguồn vitamin giúp phục hồi da. Trời ơi, phải nói là dưỡng sáng da mặt siêu siêu đỉnh luôn. Ngoài ra còn có tác dụng mờ thâm với lại làm đều màu da nữa mọi người. Đó, cứ mỗi sáng thì Đào sẽ làm cách này, sau đó xức kem chống nắng lên là xong. Mỗi lần đắp hai em mát đó xong là xức cái gì là nó thấm cái đó mọi người. Bởi ta nói da mặt mà được làm sạch từ bên trong thì dưỡng cái gì cũng thấy thích hết trơn á. Đây là thành quả sau 2 tuần trải nghiệm em mát này của tôi.